Dạ, em tên là Nguyễn Thái Hoàng Sơn ạ. Hiện tại em 18 tuổi và em đang là sinh viên năm 2 ạ. Dạ, bộ câu hỏi của chương trình rất hay, gồm ba câu hỏi không có liên quan tới nhau luôn. Về một cái chủ đề nó rất là khác. Từ Vũng Tàu xong rồi bay ra Mỹ xong rồi quay lại Đà Nẵng. Ây da, rất là hay ạ. Em thích nhất là quyền trợ giúp giải vật mã. Dạ không ạ, tại vì đầu tiên em nghĩ là Hoàng Cương, tại vì lúc đó mọi người có thể uống nước ở đó và đọc sách, thì em nghĩ ở chỗ đó. Nhưng mà lúc sau thì em tìm thì nó là ở bên quán bên cạnh, và thì khi mà mình tìm xuống là mình thấy hai quyển luôn ạ. Thì dạ không khó mà nó rất là thú vị. Dạ chị Sam rất là gần gũi, thân thiện và nói chuyện với em người bình thường rất là hay. Tại vì em học trước một lớp ở bên Úc. Dạ, em đang là du học sinh bên Úc. Dạ chắc chắn rồi. Dạ rất là hay, tại vì vừa bán sách mà còn được chị Sam đến quay chụp hình cùng bọn em nữa, rất là hay luôn. Dạ cả ba câu hỏi em không trả lời được. What? Thì không, lên TV là vẫn khoe thôi chị. Dạ. Dạ em chúc là mọi người trong chương trình hợp tác tốt với nhau và đạt được hiệu quả trong công việc. Đón xem tập 3 quà tặng bất ngờ được phát sóng vào lúc 20:25 thứ sáu ngày 12 tháng 2 năm 2021 trên kênh HTV7.